Chào mọi người trở lại với kênh mình ha. Thì nay mình theo chân anh Phúc ra cho gà ăn mọi người. Anh Phúc ảnh đổ men vi sinh cho gà ăn nha mọi người. Mình cập nhật ha. Cái bài gà mà mình sử dụng công nghệ men á mọi người. Mình hoàn toàn là sử dụng công nghệ men ha. Cái này là men anh cho nó ăn vào buổi nào anh Phúc? Ăn từ tối em. Tối hả? Anh cho từ tối em. Chiều tối á. Có chừng gần 5 giờ mình cho ăn đến tối luôn á, đến sáng mai luôn á. Ngày nào cũng cho ăn hay sao? Đêm nào anh cũng cho ăn chứ nghe. Đêm nào anh cũng không bỏ nó, chừng khi nào mà bữa nào anh làm vaccine á thì anh mới bỏ miếng này ra thôi. Phẩm á là cái giai đoạn mà từ 30 mấy ngày phút nó dễ nó nổ cầu trùng á là nó có bị không? Không anh. Dễ nhất là bắt đầu từ 20 ngày trở đi á là nó dễ nổ cầu trùng. Mà bây giờ là gà nhiêu ngày rồi? Gà anh giờ được 24 ngày em. Thì cái bài này anh đâu bị trùng đâu. Bây giờ trên này giờ 50 ngày nè. 50 ngày nè, anh đâu bị cầu trùng đó. Bài 50 ngày này có anh Phúc rồi, chưa nói cầu trùng mọi người, giống như là đó. Giống như là qua luôn rồi đó. Không cầu trùng, không đầu đen luôn á. Không bị đầu đen cầu trùng gì trơn. Sử dụng men vi sinh đó mọi người. Ha mọi người. Là không cầu trùng luôn nha. Mà nếu mình sử dụng men dày á rồi cái chuồng mình nó có bị hôi anh Phúc. Ít lắm em ơi. Ít thôi lắm. Ít thôi. Tại nó đi phân ra cũng bị giống như phân cũng trong phân thì nếu mà nó đi ra thì cũng có ăn một số con men trọng á, nên là men xuống ăn những con khác á. Dạ. Cũng đỡ lắm, nhưng mà thấy đỡ mà cũng có xài nha, ví dụ mình cũng có xài men nữa nhưng mà ít lắm, ít xài lắm. Bây giờ vậy là giờ anh cho ăn bên bên bài này hả? Bên chuồng gà nhỏ gà nội em, bài gà nội con này 7.000 con nữa. 7.000 con mọi người. Bài này gà nội ha, riêng ha. Gà nội. Bài này anh cũng áp dụng cái công nghệ men luôn anh Phúc. Đúng rồi, anh cũng áp dụng công nghệ men luôn, bài này 7 tuổi anh ăn chăng luôn hả? Cho đến giờ luôn á, là ví dụ như bữa nào mà anh làm 14 ngày tuổi anh làm vaccine lum á là anh không cho ăn men nha. Rồi anh mà bài này anh không có xài vaccine luôn á. Đó mọi người. Anh chưa xài vaccine luôn á, anh chỉ có xài men không, mà men với xe với cái bộ gum mà gum trộn để mình nó là hạ sốt bắt tóc á. Tại mùa nắng quá em ơi, mùa này nắng quá. Mọi người tại này nắng quá, tại nắng. Nắng lắm, mình còn chịu không nổi rồi sao gà thì nổi. Mấy bữa nay nè, 3-4 bữa nay là anh sáng là anh cho ăn gum trộn á, gum hạ sốt á. Rồi cả 9 giờ hơn. Anh mới trộn cái xe vô đây nè. Xe bột đó nha, là xe vô đây để mà anh rửa bình sạch sẽ hết trơn quá. Dạ. Yeah. Đó anh cho xe vô đây nè. Ít thôi chừng muốn phê à, muốn mấy rồi à. Anh quậy đều hết rồi anh đi đầm hết. Cái này luôn cho đúng là uống nguyên ngày luôn. Dạ, tại vì nó nắng quá. Nắng quá. Đúng rồi. Lúc 10 giờ anh cho ăn trộn 3 cà xê. Ăn trộn với ăn 3 cà xê. Cái cử mà 1 giờ anh cho ăn là gum trộn. Cho nó hạ sốt mà. 1 giờ một mấy nắng gớm lắm. Mà lúc đó anh cho ít lắm, nắng có đừng 4-5 kg à. Không cho ăn nhiều, lý do là nắng quá mình ăn nhiều quá nó không hấp thu được gì trơn á. Dạ. Nó cũng giống như là ăn vô cũng chơi vui chứ không được đâu. Mình ăn cơm gọn nổi, lấy dụng gà ăn nổi đúng không? Dạ. Thì lúc đó mà anh cho ăn nhẹ, giống như ăn nhẹ đi. Thì giờ anh cho ăn nhẹ sớm nè. Giờ tối ví dụ 9 giờ mình rảnh mình ra kiểm tra thấy người ta ăn thêm nữa. Nó ăn vô em thấy vô chuồng có hôi không? Không hôi đúng không? Hiện tại mọi người thấy phân nè mọi người. Để anh sử dụng là không có dùng kháng sinh luôn không mọi người? Đến giờ là sử dụng kháng sinh á. Mà đặc biệt chỗ gì vậy đó không? Anh bữa anh kiểm tra rồi. Cái bầy bên gà tre bờ hõm á là anh cho ăn cũng là đến cũng là thay vì anh sổ lãi á là 20 ngày, 40 ngày, 60 ngày, 80 ngày, 100 ngày. Dạ. Anh gọi là số chẵn đi nha. Dạ. 24, 6, 8, 10 đúng không? Anh gọi là số chẵn. Còn cái mà đi nắm phổi nhiều á là 3, 5, 7, 9 ha. Là số lẻ đúng không? Thì cái ngày mà 40 ngày anh sổ lãi bệnh là 20 ngày anh không sổ lãi nha. 40 ngày anh không sổ lãi. Thì lúc mà anh sổ lại xong rồi chiều hôm đó hoặc sáng hôm sau anh đi kiểm tra phân rồi á, anh không thấy một cái con dung con sáng nào trong phân luôn. Tại anh lấy cái cây anh khiều phân ra để anh kiểm tra là không có con dung sáng nào luôn. Có nghĩa là anh đi ăn men này anh sẽ đỡ tốn tiền, theo anh nha, theo thấy hiện tại nha, đỡ tốn tiền sổ lại. Tại vì nó vô mấy con men này nó sẽ tiêu diệt những cái con giống như con có hại đi, ký sinh à. Chỗ nó giữ lên con có lợi đúng không? Mà nó không hề đúng nó sinh luôn, không nó sinh nó không quan trọng, nó không hai hàng giống như bạn bè cầm ra chơi, nhưng mà những con mà có hại là nó diệt hết sạch sẽ luôn, giữ lên con có lợi thôi. Nếu như men quá mà giống như gọi mà ăn cái này mình sẽ không xài men quá luôn,
anh không có xài men tiêu hóa là gì luôn, anh chỉ biết là xài xe với thuốc bổ thôi, không có xài nữa. Thậm chí mà anh không xài da động thẳng luôn. Bây giờ anh không xài kháng sinh, lấy giờ anh xài da động thẳng, anh đỡ được kháng sinh là đỡ được da động thẳng, không tốn gì trơn luôn. Chỉ tốn men, mà men này cũng rẻ mà. Cách làm men này thì nó dễ, không có khó đâu em. Nó dễ lắm. Thì cái cách làm men thì mình sẽ làm một clip riêng hết mọi người. Để mọi người coi cái quá trình lên men sao rồi mọi người xài không rồi. Đó, anh giờ anh ăn bình thường như vậy không nè. Mọi người thì đây nói chung là cái anh Phúc anh sử dụng men này là nhiều lâu rồi hết mọi người. Nhưng mà cái đợt này ảnh sử dụng là thí nghiệm, hoàn toàn là dùng thảo dược cho mọi người. Thì ngâm ở cây nhà lá vườn ha. Mà men này anh có hiện tại thật sự giờ anh nói cho những anh em mà nuôi gà biết luôn á, là con men vi sinh á, có cái con men vi sinh này á, là mình bây giờ anh nói về cách làm trước nha. Còn vài bữa nó nếu mà có dịp anh sẽ em quay anh cách anh ủ men và cho cái những gì vô luôn. Thì hiện tại trong giờ cái con men vi sinh này nè, ha, trong cái gói này nè, thì nó là coi như 100g đi nha, 100g là còn gọi là men khô nha. Men khô này thì nếu mà anh bảo quản mà em để gì môi trường vậy nè, thì em sẽ được ít nhất 6 tháng, theo anh là 1 năm bình thường. Tại vì anh mới làm này anh thấy nó ngon lắm. À, rất là ngon. Thì một con men vi sinh này á, sẽ một bộ combo, nó một gói men này cộng với một chai dưới được. Chứ đừng là xịn ha. À, đó là mình ủ ra được khoảng 50 nước men. Thì nước đó là mình phải là nước sạch, yêu cầu nước sạch nha. Nước sạch thì người ta là cái nước cây cũng được, nước mưa cũng được, mà nước máy mình á thì mình phải phơi nước ít nhất được 1 ngày đến 2 ngày là mình phải mắc clo đi ha. Còn nước mưa mình á thì mình cũng phải để 1-2 ngày để cho nó đừng còn cái kim loại nặng đi ha. Rồi xong rồi mình bỏ hết một gói, mình xé gói này ra ha, chỗ này nó có đó, xé ra mình bỏ vô, mình quậy đều. Rồi sau đó, một chai kiểu đường á, em bỏ vô quậy đều luôn, em để nắp lại, kín lại. Thì qua ngày mai em quậy nữa, thì một ngày anh chỉ nói là quậy 2 lần thôi, sáng với chiều thôi. Thì anh đã thí nghiệm rồi là trong vòng 36 tiếng làm nó lên men. Lên men nhưng mà nó gọi là mình chưa hoàn hảo lắm, cũng xài được rồi. Nhưng mà nếu mà tốt nhất là phải 4 trên 48 tiếng là cực kỳ lên men, thơm. Rồi sau đó mình lấy cái men đó, mình mới ủ, mình mới kiếm, mình mới giao vào chợ mình mua tỏi, mình xay luôn, có vỏ luôn nha. Mình bỏ trong túi lưới này mình bỏ vô túi lưới, mình cột lại kỹ, mình bỏ xuống. Và trong lá ổi á, thì mình kiếm lá ổi nào, vườn ổi nào mình cắt đọt á, thì mình bầm ra cũng được, mình xay cũng được, và để nguyên lá cũng được, mình bỏ vô mình ngâm. Thì mấy cái đó là mấy lá ổi gì dễ kiếm, mình nên càng nhiều càng tốt, tại vì cái tỏi á, thì nó cũng là một kháng sinh. Còn lá ổi cũng là một kháng sinh, mà nó là gọi là giống thuốc nam đi, nó làm gọi thuốc nam ha, nó không bao giờ có hại. Ăn cái đó nó không bao giờ mình phải bị này bị nọ kia, thấm đúng không? Người mình ăn, mình đi ăn phở mình cũng cần có tỏi mà. Kháng sinh là nhân dao hai lưỡi ha. Tại nếu mà kháng sinh mà thuốc á, thuốc mà hay nhà sản xuất á, thì buộc anh phải xài dao động thẳng. Còn kháng sinh mà gọi là thảo bọc đi, gọi là thuốc nam đi, thì em đâu có cần nhiều đâu. Mà một ngày á, một lần anh cho ăn một xô mày vậy á, là anh dùng cái nãy là phải là 2 xị, gọi là 500ml đi. Ha, là anh không có pha bất cứ gì luôn, anh gọt chung đều cho ăn. Mà ăn vậy thì con gà mình nó đến giờ là 24 ngày em thấy không? Nó có độ đồng đều nó cao lắm. Bây giờ là nó không có bị một cái gì hết thì nó khỏe trong người nó. Thì nó sẽ tốt hơn con gà nữa. Bây giờ nó ăn đi là mùa nắng quá thì anh hỗ trợ cho nó về mát thôi, chứ thực ra nó chưa có dấu hiệu gì luôn, không hề có gì nè, chưa có gì hết đó. Anh em cứ quay cho bà con coi đó, gà nó là 24 ngày á, gà 24 ngày chính xác là 24 ngày. Chung là rất hạn chế dùng kháng sinh không nhỉ, chỉ dùng men và mình ủ cái thảo dược có tại địa phương thôi. Phúc ở đây hiện cho lá ổi với lại tỏi mọi người, để có dịp mình sẽ quay cái chỗ cái tên chỗ ông trời của anh á, anh có để cái ngâm tỉnh anh múc xuống đây có miếng nè.
Thì bài này là bài thứ hai thí nghiệm không rồi, thì là mình có nói mình sẽ cập nhật nhiều bài lận. Bữa là bài gà tre, mình quay cận cảnh mấy con gà cho mọi người coi nha. Gà này thì nó còn nhỏ mọi người, mới có hai mấy ngày, gà ít dùng kháng sinh thì nó nhìn nó khỏe rồi, nó khỏe dữ lắm mọi người. Mà cái điều cắn mổ của nó cũng bị nha mọi người, đó con gà nó cũng bị cắn mổ bình thường. Này cũng có cái bị cắn mổ bình thường anh Phúc. Ờ các anh ơi, đến giờ anh chưa cà cái nào luôn nha. Ừ. Đến giờ mà lúc mà một vài tuổi đến giờ anh chưa có cà luôn á. Nhưng mà nói chung là anh cũng cho ăn đồ mát nhiều á, nó giảm được bằng cắn mổ thì có một hai con hả, anh xịt thuốc vô xanh lên á. Đó. Đó có mấy con xịt thuốc. Anh xịt thuốc xanh xanh nè. Xịt lên cho nó mau lành hết gì đâu. Tại bên này bên khu này nó mát đó nè, buổi trưa là nó ra khu này chơi rồi mà anh cho nó ăn uống nó không thiếu thức ăn đó, nên nó ăn uống đầy đủ rồi, nó không có với anh bổ sung vitamin nhiều quá. Yeah. Đủ chất vitamin lên nó không thiếu gì trơn á. Ừ. Nên làm nó không có xảy ra cắn mổ. Nó thấy anh nó ăn nó thích ăn lắm, nó vô bù ăn dữ lắm, ăn được ghiền lắm, ăn được mùi này nó ghiền lắm. Dạ. Yeah. Nó ghiền mùi lắm, anh thấy là cảm giác nó ghiền lắm nha. Sắp tới đây lớn lớn chắc có thể ủ bắp rồi cho nó ăn luôn anh. Đỡ đỡ đỡ, anh đang thì anh đang đang chỉ cho đứa anh thể bên kia là phải lúc mà quá trình ăn bắp á là mình ủ ở đầu. Ừ. Là cũng không ăn rồi nè, thay vì mình ngâm tỏi ngâm ổi phải không, mình lấy nó ra luôn cũng được nữa. Giờ mình đổ vô, ví dụ đây là mình đổ 2/3 xô bắp đi, bắp đấy là 4, 5, 6 đâu á. Ừ. Cái mình đổ men vô đầy luôn, tôi ngập hết bắp mình luôn nha, rồi mình đậy kín lại, thì sau 24 giờ mình mới lấy bắp cho ăn. Ừ. Giờ mình ủ có đầu á là mình ăn đi chuyện gì hoài hoài luôn. À vậy là mình phải cần số lượng men cũng khá khá khá, nhưng mà thực ra em thấy rẻ tiền mà đâu mắc đi đâu. Ừ. Em thấy nó là rẻ tiền. Ừ. Phải nó mắc tiền anh không tức, ví dụ em xài đây mà em không có xài em hạn chế xài kháng sinh, em hạn chế sử dụng men tiêu hóa đúng không, em cũng hạn chế chưa, em chỉ cần đi thuốc bổ với trong đây có men sẵn rồi, có bắp luôn rồi, có tinh bột nè, rồi có đạm có luôn nè, rồi em xài thuốc bổ vô đó là không gặp phải mạnh phát triển ồn ào. À. Dò sức bán thôi. Yeah. Nhưng mà chăn nuôi là sợ chứ gì, giá thức ăn là không thay đổi. Ừ. Anh nói đúng không, thức ăn ví dụ giá thức ăn là ví dụ nhà đại lý cấp 1 thì nó bán mình là 300.000 bao là 300.000 bao, em mua bao nhiêu cũng giá đó chứ đâu có thể là xuống được. Ừ. Nhưng mà kháng sinh em sẽ giảm được, phải ăn không giảm được nha, một ngày ví dụ 1.000 con gà ăn 3 bao là cũng là 3 bao chứ em đâu có giảm được 2 bao hoặc là bao rưỡi. Ừ. Còn em giảm em độn đưa được đi thì em cũng độn một thứ gì đó thôi vô chứ em đâu có độn kiểu như là kia được đúng không, em giảm một phần nhỏ rồi thôi, ví dụ 3 bao còn 2 bao rưỡi thôi, em độn bắp hay em độn cỏ vô hay độn bất cứ gì chuyển em độn đúng không. Ừ. Rồi đó bây giờ em ăn 3 bao cũng là 3 bao mà trong khi em giảm tiền thú y vô một cái đi, em làm một mớ tiền thay vì 1.000 con gà nồi thú y em phải làm 15 triệu, giờ em còn thu em 7-8 triệu em lời gọi là 6-5 triệu em thấy lời nhiều. Yeah. Em lo một khúc nữa. Yeah. Đúng không. Yeah. Chi phí men này nếu mà tính ra khoảng 2.000 lít cho 2.000 lít gì nếu mà 2.000 đồng một lít đi. Ừ. Thì mà em 50 lít đó mà em ngâm một ngày 1.000 con gà này anh ăn có, nếu một đêm ăn ăn có nửa lít à đúng không. Thì một tháng là nhiêu, 2 ngày là 1 lít thì 15 ngày mới có 15 lít rồi. Ừ. Lúc mà 1 tháng có 15 lít rồi. Ừ. Mà 50 lít thì em xài bao nhiêu, 2 tháng giờ 2 mấy trời, cũng rất là rẻ đúng không. Ừ. Bây giờ em ngâm thêm bắp đi thì anh cho em 1 năm lít nữa đi, cũng rẻ nữa, cũng còn rẻ nữa, không bắt bao nhiêu cho em tốn nhiêu có 100.000-200.000 tiền men này mà em làm đủ thứ việc luôn. Ừ. Em vừa cho ăn, em vừa tưới chuồng. Ừ. Đúng không, mà em xử lý hôi thú chuồng trại. Yeah. Em vừa làm trùng quế, dịch trùng quế được, em làm kháng sinh theo kiểu mà sinh học được luôn đúng không, rồi em ủ bắp được luôn, em đỡ nè, đỡ lợi gì. Bây giờ em đi mua một cái men tiêu hóa chịu kháng sinh đi, một công ty bình thường đi nha,
cũng từ 80 đến 100 nghìn ký. Mà một ký đó em lỗ, lúc anh để trang ở nhà phải chừng 5 ngày là hết. Hết 1 ký. Và ngàn con gà nào mình á, 5 ngày hết. Trong khi 100 ngàn này em ăn 2 tháng trời mới hết là em quá rẻ đúng không? Yeah. Quá rẻ à. Mà một nãy tính em á là một ngày ăn có nửa lít thì 30 ngày ăn có 15 lít à. Mà 2 tháng gì có 30 lít à. Anh cho 50 lít luôn còn rẻ nữa mà đúng không? Cũng còn rẻ. Đúng không? Liên tục là quá rẻ. Đúng không? Đó có gì. Đúng rồi. Thì giờ bên mình, bên Phúc anh đang thí nghiệm hai bài này không rồi. À, mình sẽ cũng sẽ tiếp tục cập nhật cái nó đến khi xuất bán luôn nha mọi người. Thì video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người làm ăn phát tài phát lộc, càng sự như ý nha.